kể về một người ông có vầng trăng rồng mênh mông, đôi mắt sáng như sao trời và giọng nói nụ cười ấm áp như nắng xuân. Người là Hồ Chí Minh, tuổi trẻ 43 năm trong bốn biển đi tìm đường cứu nước, dâng ra dân ta giành lấy tự do. Người là vì cứu tinh dân tộc, người là Hồ Chí Minh. Trước lúc đi xa mãi mãi, người tự như trăng sao dành muôn vàng tình yêu thương cho thiếu niên nhi đồng. Cát Trâu là tương lai đất nước, nước Việt mạnh giàu xanh với Nam Châu. Tình của người là người là Hồ Chí Minh. Chuyện kể về một người ông có vầng trăng rồng mênh mông, đôi mắt sáng như sao trời và giọng nói nụ cười ấm áp như nắng xuân. Người là Hồ Chí Minh, tuổi trẻ 43 năm trong bốn biển đi tìm đường cứu nước, dâng ra dân ta giành lấy tự do. Người là vì cứu tinh dân tộc, người là Hồ tự như trăng sao dành muôn vàng tình yêu thương cho thiếu niên nhi đồng. Cát Trâu là tương lai đất nước, nước Việt mạnh giàu xanh với Nam Châu. Tình của người lớn bao la, người là Hồ Chí Minh.